thưa quý khán giả, sáng nay tiếp tục phiên họp lần thứ 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghe và cho ý kiến đối với báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi. Theo chủ nhiệm Ủy ban xã hội Nguyễn Thúy Anh, về cơ bản, dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi sau khi chỉnh lý đã thể chế hóa các chỉ đạo quan điểm về bảo hiểm xã hội của nghị quyết số 28 của nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng, khắc phục dướng mắt bất cập của luật bảo hiểm xã hội năm 2014, đồng thời hướng tới xây dựng hệ thống bảo hiểm xã hội Việt Nam tiến bộ, tiệm cận và phù hợp với thông lệ quy định của quốc tế. Dự thảo luật sau khi được tiếp thu chỉnh lý gồm 11 chương, 149 điều, tăng 2 điều so với dự thảo trình đầu kỳ họp và đã đánh lại số thứ tự các chương, điều. Nhìn chung, ý kiến của chính phủ và các ý kiến góp ý cơ bản thống nhất với nhiều nội dung trong dự thảo luật. Tại phiên họp, các thành viên Quỹ ban Thường vụ Quốc hội tập trung cho ý kiến về điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần, về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, về chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, biện pháp xử lý vi phạm về chậm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và cơ chế đặc thù để bảo vệ người lao động khi sử dụng lao động không còn khả năng đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động.